sẽ ăn thử một bịch cho các bạn xem nha. Review cho các bạn thấy đó, coi mình có nó đúng không ha. Đây nè, đây rất là ngon bạn, thơm, nó còn một chút xíu ngòi ở trong chưa răm hung, mình sẽ lắc thêm một xíu nữa. Ok mọi người ha, thì cái nguyên liệu cho cái món mà sinh tố mít của mình đó, hôm nay gồm có là mình chuẩn bị 3 bịch sữa tươi không đường, 1 lon sữa đặc, ở đây là khoảng hơn 1 kg mít, cái này là 1.2 kg các bạn, này mít Thái nha, nó là siêu ngọt luôn, cho nên là mình sử dụng sữa tươi không đường để cho nó bớt cái vị ngọt nó lại ha. Với lại mình có thêm 400ml nước, nước này một hồi mình đun ấm lên để mình phấy sữa. Rồi. Và cái túi này nè để mình vô sinh tố ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái sinh tố đó là không dùng tủ lạnh luôn nha. Rồi mình sẽ bắt đầu vô công việc sơ chế nha các bạn. Thì cái mít của mình sơ chế xong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho vào cối mình xay. Cái phần mít này mít Thái á, cho nên là nó cũng ít sơ lắm. Mình sẽ chia làm 2 phần nha, mình quay. Lúc mình sẽ cho cái sữa tươi không đường này vô nè. Mình quay cái mít này cho nó dễ nha. Mình sẽ cho hết 3 cái bịch sữa của mình vô luôn các bạn ha. Rồi mình cho cái máy nó đánh cho đều lên luôn. Với lại cái mít của mình nó xay thiệt nhuyễn luôn để mình ăn cho nó có cái độ nó mịn á. Rồi một chút xíu mình sẽ chừa lại một mớ mít để mình bỏ vô bịch ha. Lúc mình ăn mình sẽ cắn cái sinh tố của mình nó gặp cái miếng mít ăn sẽ ngon hơn. Đó. Mình sẽ đảo đều lên. Ở đây mọi người cái 400ml nước của mình á, mình đun sôi lên ha. Rồi mình cho vào một cái ca gì rồi mình sẽ cho sữa đặc vô. Mình cho làm cho chín cái sữa đặc này nha. Đó mình quậy cho nó tan đều ra rồi cho nó sữa của mình nó chín á. Đó mình sử dụng sữa ông Thọ nha. Cái ông Thọ này là người đàn ông mà trên thế giới có sữa các bạn. Sữa của ổng béo lắm nha. Ơi. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 2 cái hỗn hợp này ra một cái thau chung. Cái mít của mình xay rất là mịn luôn ha. Cái mít mình chọn cái mít không, mình không có mít vườn á, mình sử dụng mít Thái. Cái Thái thì nó cái độ ngọt của nó rất là gắt. Mà cái cơm của nó thì nó không có được dẻo, nó rất là cứng luôn. Cho nên tìm mua cái mít, mọi người mà tìm mua được cái mít vườn á thì nó sẽ cái độ mịn của mít đó nó sẽ mịn hơn. Đó mình sẽ đổ 2 cái sữa tươi, cái sữa đặc này với cái mít này với nhau. Đó. Sẽ quậy cho nó đều lên. Rất là thơm luôn mọi người. Cái sữa này rất là béo luôn ha. Mình làm ăn ở nhà thì giờ mình làm gì, còn nếu mà mình làm bán thì họ sẽ cho nhiều nước hơn, mà họ phải sẽ khuấy với bột năng á. Làm sinh tố mà đó dưới quê mình hay ăn á. Còn này mình làm ở nhà ăn thì mình làm lạnh đặc thì nó sẽ ngon hơn. Mọi người mình chừa lại một mớ mít ha, mình sẽ sắc sợi như vậy nè. Đó, cái mình cho vô bịch, vô cái bao này trước nha. Mọi người nhớ mua một cái bao dẻo nha. Mình lúc mà mình lắc á, nó dẻo, nó không có bị bể nha. Đó.
mình làm ở nhà ăn mình làm cái túi này nó to các bạn, ăn một bịch nó đáng một bịch ha. Bây giờ mình sẽ đi vô sinh tố nha. Đây mình sẽ cho một cái sinh tố của mình vào cái ca nè. Cái ca là nhớ có nó có cái phiểu các bạn, cái mỏ này. Đó là mình gót vô cái bọc cho nó dễ. Đây mình sẽ cho cái sinh tố của mình vô cái bịch. Vậy hay là mình cuộn cái miệng túi lại. Đây mọi người, mình cuộn vào cái túi này nè, cuộn xấu này nó không có được căng đẹp nha. Mình siết nó càng chặt lại đó, thì cái sinh tố mình nó ngon hơn ha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tới cái công đoạn mà mình sẽ lắp sinh tố nha. Đây là mình chuẩn bị một cái thùng xốp nè, nó nước đá mình đập nhỏ ra. Rồi bắt đầu cho muối vô nha. Muối là cái muối này nó sẽ, nước đá nó sẽ làm cho cái sinh tố mình nó sẽ đông. Đó, cho bịch muối rồi mình sẽ cho cái sinh tố này vô. Ở cái này mình làm được 21 bọc. Cái này là mình làm ăn ở nhà thôi nha, chứ làm bán là không bao giờ lời bạn ơi. Làm bán là người ta phải pha bột với nước. Còn mà nếu mà mình làm cái đậm đặc gì mình bán, mà không lẽ mình bán cái bịch này 5 ngàn thì cũng không lời nữa, không lẽ bán 6 ngàn. Đó, bây giờ mình sẽ cho lớp nước đá này nữa. Đó, mình sẽ đậy nắp đợi cho nước đá nó tan chút xíu. Nó tan là nhằm để mấy cái góc nhọn của nước đá mình đập á, nó tan bớt cái độ bén của nước đá. Mình lắc cái thùng nó sẽ bị bể cái bịch á, đâm lủng bịch của mình á, mà để cho chút xíu cho nó tan bớt nha. Bắt đầu mình sẽ lắc nha. Mà cái muối á, mình cho thêm một xíu nữa bịch nữa đi. Đó. Ví dụ mà càng nhiều muối thì nó sẽ mau đông hơn. Nước đá thì nước đá, mình thấy yếu nước đá thì yếu muối thì mình sẽ cho thêm vô nha. Đó, mình sẽ lắc nha. Đó, mình sẽ cho ở dưới đây một cái cây này, cái chài ha. Cái chài mình giả, mình làm cái độ nữa. Lúc lắc để mình lắc cho nó dễ. Rồi mình sẽ lắc. Mình lắc như vậy đó. Lắc đến khi nào nó đông thì thôi. Còn nếu như nào mà nó không đông thì bỏ tủ lạnh đợi chờ nó đông. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn là nó sẽ đông. Mình cứ lắc, không cần lắc mạnh nha, lắc nhẹ nhàng thôi. Cứ lắc gì là khoảng tầm hơn nửa tiếng 45 phút thì nó sẽ đông. Thì theo cái bịch sinh tố của mình á, mình làm cái bịch nhỏ thì nó sẽ nhanh đông. Còn cái này cái bịch của mình hơi to á, mình nghĩ chắc khoảng 1 tiếng á. Cứ ngồi lắc như vậy nè, 1 tiếng. Thay vì mình nếu mà cái sinh tố này mình cho vào tủ lạnh á thì khoảng 4-5 tiếng đó, nó mới đông cứng lại được. Rồi mọi người ơi, cái sinh tố của mình sắp được rồi ha. Đây, thấy cho mọi người coi nè, cứng ngắt luôn ha. Nè, đây. Đó, thấy không? Đó, mình lắc chút xíu là nó cứng như là mình bỏ tủ đông vậy đó. Mà một cái đặc biệt đó là cái này nó lắc cái này nó sẽ dẻo hơn ở trong bỏ trong tủ đá. Tủ đông nó sẽ bị động nước á, ví dụ như mình để yên vậy là nó lắng cái nước xuống á, là nó sẽ một bên đá một bên bột. Còn cái này là mình lắc liên tục vậy nè, nó đều luôn, nó bột hết, nó không có bị đá. Đó, cái này là cái mẹo rất là hay. Mà ngày xưa á, đâu có tủ lạnh đâu các bạn. Mình muốn làm cái món này là phải làm gì được, lắc như khùng như điên gì đó mới được ăn.
cái này là mình ăn được, là mình chầm lắc thêm khoảng 5 phút nữa là mình ăn nha. Rồi đây các bạn ơi, cái sinh tố mình hoàn thành ha, ăn được nha. Đây, mình vào xem. Đó, bây giờ mình sẽ lấy thử ra mình để cho các bạn xem ha. Cứng, cứng ngắt luôn các bạn nha. Nè, các bạn thấy không? Nè. Ta mình học lên rất là mạnh luôn. Đó, mình lấy bao nhiêu đây mình để cho các bạn xem nha. Còn một cọng dưới nữa. Đó. Sắp đẹp để chụp cái tấm hình để mình làm thumbnail nha. Bây giờ mình đã thưởng thức, mình đã làm xong cái món sinh tố mít giải nhiệt cho mùa hè ha. Bây giờ thời tiết bên ngoài rất là nóng luôn. Đó, bây giờ mình làm cái này mình ăn cho đỡ khát ha. Tốt hơn sức khỏe nữa. Mọi người thấy cái ý tưởng video này hay cho mình một like và một đăng ký kênh ha. Đó, rồi hay để lại comment bên dưới để mình có nhiều động lực để làm nhiều cái video hay hơn ha. Ok, nếu mà mọi người thấy hay thì chia sẻ vào giùm em ha. Rồi mà cái video này mà được nhiều người xem á, lần sau em sẽ làm một cái món sinh tố cái hương vị khác hơn. Đó, bây giờ mình sẽ lắc thêm một chút xíu nữa ha. Chào mọi người ha, hẹn gặp mọi người ở cái video tiếp theo.